coi hôm nay ngày gì không biết đó. Tôi cứ về lai rai lắp nhắp rồi nè. Em về được một cái con chè lửa chống đuôi, hai đuôi là một đuôi á, một đuôi là nó chặt, một đuôi là đang lên lên. Hai đuôi lao trắng trắng từ trong trắng ra luôn nè, coi nè, hai đuôi lao hai đuôi bọ trắng hết nguyên bó luôn đó. Cái con này Thành lấy vô giá nó cao lắm, con này lấy vô giá tới 9 triệu luôn mà giờ xui bi ra coi như là nó bị gãy lao hết trơn rồi. Đây móng đầy đủ hết, con này móng mèo chân hồng móng ngà nè, rất là đẹp luôn nè, không có bị lỗi móng lỗi gì hết á. Đây đó, thằng em nó về nó bắt về xong nó để ở trong cái lồng như thế nào á mà nó bị gãy, nó nhảy sao mà nó bị gãy đuôi nè. Đó, để Thành quay cho anh chị em mình xem nè. Trời ơi, về được cái con lửa này nó rất là đẹp luôn mà nó xui gì đâu mà nó bị gãy mọi người ơi. Trời ơi, em nói anh, em nói với mấy anh nó xui thiệt là xui luôn. Ngày bữa nay về được hai con lửa, một con lì Nhật Nguyệt thì nó lại bị lỗi móng. Con này thì hai đuôi lao trắng thì nó nhảy sao mà nó bị gãy lao. Đây. Đó, hàng này hàng rừng nha mọi người nha. Thành là Thành bán hàng rừng rồi nè. Coi nè. Từ cái đuôi bọ đuôi lao của nó đều trắng rồi hết nè mọi người nha. Đó, anh chị em đi mua những cái dòng mà đuôi trắng đồ này nọ, anh chị em chịu khó xem kỹ nha. Tại vì nhiều khi á có những cái con mà nó đuôi trắng á, đó nhưng mà nó lấy keo nó sách nó dán vô. Đó, còn cái này là đây đuôi zin của nó nè, đây nguyên một chùm đuôi nó. Đuôi zin nè, gân trắng nè. Đó, cái này đuôi bọ của nó nè. Đây cái đuôi này đuôi bọ nè, đuôi này đuôi lao nè, đó đuôi lao nó trắng nè, đã không? Đó, mà xui bia sao nó bị rớt nó gãy hết trơn rồi. Thôi để Thành thả vô đây đi. Thời anh em nào mà có nhu cầu mua cái con mà nguyên bó đuôi trắng này nha, Thành sẽ bán lại coi như giá chỉ còn 8 triệu thôi nha. Đó, thay vì nó đầy đủ nó không bị lỗi thì Thành bán 9 triệu nhưng mà nó bị lỗi rồi, nó nhảy nó rớt đuôi thì Thành bán 8 triệu. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu cứ alo cho Thành cái số điện thoại bên góc dưới màn hình nha. Rồi Thành mới chạy đi lấy cái tổ chim chim non, tổ lửa xám khói về đây nè mọi người. Đó, bây giờ Thành sẽ bắt đầu Thành ra. Thì trong cái tổ này có 4 con, thì có 2 con thì nó đã coi như nó đã xuống tổ rồi nha. Đó, cho nên là anh chị em chịu khó nếu mà lấy cái dòng này về thì khó cẩn thận nha. Nó đã có 2 con nó đã bắt đầu nó tập bay rồi. Đó. Bây giờ Thành sẽ khui ra cho anh chị em mình xem cái tổ này ở bên bên Tiền Giang chợ gạo. Đó, mới gửi lên cho em. Chim này ở dưới trại em nuôi nha mọi người nha. Đó, cho nên là anh chị em cứ yên tâm. Cái thứ nhất là cái gen bố mẹ là coi như là mua đầu tư, giá nó cũng khá cao. Đó, cho nên là chim non nó có hơi nhỉnh lên tí xíu với những cái con chim tự nhiên ha. Đây. Con đầu tiên nè. Nè, thấy xám chưa? Đó. Cái xám ha, mới còn nhỏ thì nó đã xám luôn rồi nè. Đây là cái con đầu tiên. Đây. Chân trắng móng trắng nha. Đây chân trắng móng trắng. Rồi để một con rồi. Đây. Đây, hai con nè. Ốc.
Để thành đây hai con nè. Con này con trống nè, con trống rồi cái lông nó cái lông của nó đậm hơn nè. Đây. Hai con ha. Từ từ đợi thành tí xíu. Để thành lấy cái rổ nè, cho nó vô đây ha. Cái này nó đã bắt đầu nó tập bay rồi nha mọi người nha. Đó cho nên là anh chị em cẩn thận nha. Đó, một con xám một con đen này nè. Đó giống như cái đợt vừa rồi Thành cũng mới bán cho anh chị em thấy không? Đợt vừa rồi là cũng có hai con thì nó ra là một con xám và một con thường ha. Đó đây hai con rồi ha. Đó anh chị em chịu khó cẩn thận nha. Đó cái hàng này thì nó đã bắt đầu nó tập bay rồi đó. Này con thứ ba. Wow. Đây là cái con thứ ba nè. Đó. Nó để đây để chút xíu Thành cho nó ăn. Đó, cái tổ này coi như thằng em nó đẻ nguyên cái tổ của nó lấy ra nó đưa lên luôn. Đó đó đó. Wow wow wow. Nó đã tập bay rồi. Wow wow wow. Đợi tới xíu xíu. Thành dí theo Thành bắt chạy sắp mặt lờ luôn mọi người. Đó thì đây đây là một cái bốn con nha. Tổ này có bốn con. Đó. Nó đã bắt đầu nó bập bẹ nó bay rồi ha. Đó thì anh chị em chịu khó về nuôi bỏ nó trong lồng rồi mớm cho nó vẫn còn mình vẫn còn mớm cho nó ăn được nha mọi người nha. Đó thì có bốn con thì cái giá của nó cũng giống như là hôm bữa Thành bán ha. Đó nó vẫn còn há miệng ăn nè. Đó. Đây vẫn há miệng ăn ha. Bốn con này giá là 4 triệu nha mọi người nha. Thì cái tổ này khả năng của nó là chắc chắn khả năng của nó là hai trống và hai mái ha. Cái con này xám rất là đẹp nè. Con này xám phải nói là xám y như đợt vừa rồi luôn nè. Đây con này. Đó. Hai con xám nè. Ồ nó bay nó bay nó bay. Đó, để Thành đẩy lại đi. Đó con này nè. Con này xám đã lắm nè. Đó. Con này cũng xám nè, còn con phía đứng ngoài là con chim trống nè, cái lông của nó đậm màu hơn và cái con phía bên trong kìa, lông nó đậm màu hơn ha. Đó thì tổ này có bốn con nha mọi người nha. Đó, bốn con này giá là 4 triệu nha mọi người nha. Ha, cái con này xám rất là đẹp luôn nè. Con này xám nguyên con luôn nè. Đây. Xám nguyên con nè. Đó, có hai con xám và hai con đậm ha. Hai con xám và hai con đậm. Đây. Đây nè. Con đậm nè, đó con đậm đứng phía trước nè, đó con xám đứng bên trong, đó nó xám đã lắm nha. Tổ này bốn con là 4 triệu nha mọi người nha. Đây cái con xám nè, để bắt ra cho coi kỹ kỹ quay cho anh chị em xem. Đây, cái con này cái đuôi của nó cũng xám luôn nè. Đó cái người của nó xám nè. Rồi. Rồi, bye bye và xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em nha. Đây à, tổ này có 4 con nè, con này xám nhất nè, con này rất là xám. Con này đang nằm tổ cũng xám nè. Đây. Này nó đang bắt đầu nó tập bập bẹ nó muốn bay rồi, con này vẫn đang đút ăn nè, con này cũng vậy nè. Đây con này xám nè. Xám mà mỏ nó trắng trắng nè. Đây con này con xám. Đây coi nè. Đây con này con xám. Xém nguyên người nè, đây đó. Rồi còn con này thì nó đen nè, con này thì nó trống à, nó đậm màu hơn nè. Đây, con trống là đậm màu hơn. Rồi, đó, nó đen bắt đầu nó tập bay rồi. Rồi con này nữa, đây đó, thì có hai con xám, hai con đậm màu ha. Đó, đó lên cầu rồi ha, để mớm cho nó ăn. Đó, xám chưa? Đó, rất là xám.